Vâng, đến quầy hàng này tôi thấy có cái tùng La Hán. Cũng muốn giới thiệu với các bạn để giao lưu. Cây tùng này giá bao nhiêu chú em? 3 triệu rưỡi à? Ờ. 3 triệu rưỡi. Khóm nhà này bao nhiêu anh? 2 triệu rưỡi. À. Nhà này to, nhà rất già đấy. Cái dành dành này đẹp đấy. Bao tiền cái này? Sao ạ? Anh có đấy anh 9 triệu. Bao tiền cái này? Giá cái này 3 triệu. 3 triệu á? À. 3 triệu cái dành dành này. Rất là... Ở trong khi này nó mới lưu anh cũng mới ngu biếu anh. Còn ngày nó đảo đây, dòng kia hát dòng xì đỏ kia. Dòng bút hồng đó là dòng bút lời, dòng lòng vật. Nó cục 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 cục. Con này chơi được mấy. Cây điệu thế nhỉ anh tỷ? Vâng, cái tùng không ạ? Họ đây họ báo bao tiền đấy? Nó mua 750 rồi. 750 nghìn điệu nhỉ? Ờ, hay đấy. Ôi, khéo quá. Rất là nghệ thuật nhỉ? Quá được. Để vào cái chậu quả dừa lại rất là hợp. Về cho lên đá. Ừ, cho lên núi đá xả xuống, đẹp. Mua 700 rồi. 750. 750 rồi. Mua vào ai bảo là ở đâu không muốn nó cháy à. Phôi xanh này bao tiền nhỉ? Phôi xanh này của anh à? Bao tiền đấy? 2 triệu cái phôi này á? Được không, không? Được, 2 triệu phôi này được ạ. Đem điền xịt đấy. Vâng. Được, được, được. Hay đấy. Sao làm cây lùn? Hiếu bonsai. Lùn lực Hiếu bonsai. Nickname Facebook là Hiếu bonsai. Vâng. Vâng. Đây anh Hiếu bonsai đây, rất đẹp trai. Đấy. Vâng, đẹp trai hết cỡ luôn. Vâng. Nhưng mà vẫn thua chú Sinh rất nhiều lần. Thua là thua cái đẹp trai thì không đúng. Anh lại so với cái ông già 60 hơn 60. Lấy một số thời trẻ ngang tài ngang tuổi. À ờ nữa. Đây còn giấy này của anh Tất à? Dạ vâng. Vâng, chúng ta thấy có cái si phối lên cái ông không, cái si là của Trung Dâu. À của Trung Dâu à? Từ đây hất sang đến kia là của Trung Dâu. Thế anh có mấy cái này rồi? Từ đây hất sang. Thế cây xanh này bao nhiêu?
cây xanh ấy 2,5 triệu. 2,5 triệu. Vâng, chúng ta đang quan sát cây xanh của Hiếu Bonsai này. Giá 2,5 triệu. Đi lượn ra xem là có cái cây nào nó đẹp đẹp tí. À, anh có cái gì khóm đấy á? Của anh à? À, cái khóm đơn này nhiều thân vàng à? Chân vậy đẹp. Chúng ta thấy có cái anh Hiếu Bonsai có cái đơn gốc đơn vàng 1, 2, 3, 4, 5, 11 nhánh quần thụ gốc to thế nhỉ? Mà đấy cần cắt bớt bao nhiêu đấy? Và chiều cao chắc phải tầm 1,5 m. Đơn vàng. Giá bao nhiêu tiền? Giá con này 12 triệu. 12 triệu cây này. Rồi. Cây linh sam già quá. Anh bán cây này à? Bao nhiêu tiền cây sứ đây? Ôi dồi, 2 triệu cây sứ này à? 2 triệu cây sứ, thế nhỉ? Nếu mà vào cái cây sứ xôm thì nó chỉ khoảng 1,5 triệu, 1,7 triệu. Vâng. Nhưng mà cây này nó bé nhưng nó có tuổi của nó là nhiều. Vâng, nhưng mà chưa thấy có cây hoa nào thế kia. Hoa nó cũng lúc nở, lúc tàn. Khả năng đang nhú rồi. Vâng, đang bắt đầu lại lên một hoa nữa. Cái cây của anh ở ngoài này đây à? Vâng, cây của tôi ngoài. Đây còn có mấy cây nữa à? Vâng. Thế bán hết rồi. Bán gần hết rồi nhỉ. Vâng. Cái anh còn cây lục vừng này, cây sung à? Vâng. Cái này ít hoa mẫu đơn. Mấy cây linh sam. À, cả bên này nữa. Vâng. Lai xe máy. Lai xe ô tô đấy. Ô tô à? Thế thì ô tô cũng một chuyến xe mà đem ít thế. Không, bán hết đấy nhỉ. Cây to là bán hết vào buổi tối. Cây sung này bao tiền anh? Cây sung này là 450. Ồ, trên xe anh toàn dưới giống nhau thế nhỉ? Vâng. Bao tiền một cây này anh? Mà làm đủ tán hết rồi, chúm đẹp rồi đấy. 100 mấy? À, 150 một cây. Ồ, rẻ thật đấy. À, toàn dưới trắng. Thank you.
nay người thấy hơi mệt. Đỗ Sinh cũng chia sẻ mấy video vậy thôi. 11 giờ kém 10 rồi, tôi xin phép các bạn dừng máy để di chuyển về Ba Vì. Mà hôm nay số cây mang đến chợ cũng ít, cây cũng không được đẹp lắm. Sao không lấy chậu à? Chậu đẹp này còn chê. Họ không lấy chậu à? Không. Thế thì càng tốt thì sao? Để lại chậu cho chủ. Xong rồi buồm tải à? Hay là đi mua chậu mới bỏ anh nhấc sang luôn cho? Vâng, buộc tải đó. Buộc tải. Bao tiền cái tùng này anh? Hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. Bóng cây tùng cối nhìn đẹp ấy. Nó già cây rồi. Bây giờ ra là cái bè này. Chỗ này là hơi lở bụng, thành ra là phải cắt này. Phải cắt đấy, bởi vì nó phình ở dưới. Nó côn thì không sao, nó côn thì tót tót lên luôn. Nó côn thì chắt cho tí nước xung quanh thành cái là tót lên là nhổ lên. Ôi cho người ta cái chậu vậy. Người ta không lấy, người ta đi mua chậu mới đẹp thì chứ còn ai muốn làm cái việc này thêm. Ơi cẩn thận không ấy, có cái tải chưa, giải sẵn tải ra chả giải được rồi, nó nắc rồi, nó lâu rồi, nó nắc rồi. Còn chậu cho anh đúng không? Không cho, cho tớ mà, tớ xin rồi đấy mà. Túi đây ơi, thả vào cái túi ni lông rồi tao xách lên xe bút cho về cái. Giả tiền rồi, giả tiền rồi. Không một rơi vỡ giả hết rồi. Ngại coi thế nào bảo tôi có xe rác qua đây để ném lên xe rác luôn. Đám người đăng ký.